Rồi chào anh em nha. Vậy là bảng đã lên nha anh em. Còn rất là nhiều bảng đó, nhưng mà hôm nay lên được hai bảng chính nè. Một cái bảng vẫy bên hông và một cái bảng treo cao nha anh em. Bảng này rất là lớn luôn. Đó. Thì anh em hỏi ra địa chỉ ở đâu thì đây. Mình ở quốc lộ 20 đây nha anh em nha. Hướng xe từ Đà Lạt lên Sài Gòn xuống nha. Đi lên Đà Lạt và hướng từ Sài Gòn xuống nữa. Đó. Shop phụ tùng chân đạp cho anh em. Thì cửa hàng mình nó đang ngay mặt tiền luôn, cho nên là anh em chúng ta có thể mà mình đi từ ngoài tới là mình thấy nha anh em nha. Quốc lộ tới là mình thấy luôn. Đấy. Rồi, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu lấy xỉ hoặc là lẻ các phụ tùng xe máy Dreamway thì anh em có thể quan tâm liên hệ với shop nha anh em nha. Rồi, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Thì trong ngày hôm nay thì còn treo rất là nhiều bảng nữa, khi nào mà làm xong bảng thì mình sẽ lên một cái clip hẳn hoi chi tiết cho anh em hơn. Đó, thì anh em nhìn thấy dàn bảng này thấy chất lượng ha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.